khi mà anh chị đã thờ Phật tại gia thì trong nhà anh chị thì không 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 nên sát sinh, không nên sát sinh. Cái chuyện thứ hai khi mà chúng ta thờ Phật tại gia ấy, là anh chị nên là hàng ngày vào 1 giờ cố định, là vào một canh giờ cố định, canh giờ đến cả 2 tiếng cơ, tôi nói một canh giờ tôi nói rộng ra anh chị lắm rồi đúng không ạ, là chúng ta phải lên hương. Đã không thờ Phật thì thôi, mà đã thờ Phật thì phải lên hương hàng ngày. Cái điều thứ ba nữa đó là cái việc mà khi mà anh chị đã thờ Phật ở trong gia đình thì toàn bộ cái thực cúng, tức là cái đồ để mà cúng lễ, thì anh chị nên là sử dụng cái đồ chay để mà cúng. Trên ban thờ Phật thì anh chị không có để vàng mã, đấy là tức là không thắp vàng mã, đây được là đây là hiển nhiên rồi. Nhưng mà ở bên dưới trong gia đình chúng ta còn thần linh, còn gia tiên đúng không ạ, thì anh chị có thể vẫn có thể để vàng mã được. Còn nếu trường hợp anh chị không để vàng mã thì chúng ta có thể thay bằng một cái chén hay một cái đĩa mà chúng ta để vào đấy là gạo vàng thần tài. Thường là khi mà dâng Phật thì người ta thì dâng hoa, dâng hương trầm đúng không ạ, chúng ta dâng hoa quả rồi thanh, gọi là thanh thủy, tức là nước lọc trắng đúng không ạ, chỉ cần như thế thôi ạ, chứ và dâng hương đèn, tức là hương nến là được đúng không ạ, chứ không hương hoa trà quả, chứ chúng ta không có dùng cái đồ, tức là kể cả đồ chay anh chị sử dụng thực phẩm chay để làm lễ tiết đàn cúng Phật tại gia thì không cần thiết. Cái hương khi mà cắm ở trên cái ban thờ Phật là không được vượt qua cái mặt Phật đúng không ạ, để không thì khói nó vào gọi là ám ảnh Phật đúng không ạ. Khi mà thắp hương Phật thì chúng ta nên sử dụng cái hương sạch, như là hương sạch Phong Thủy Vượng chẳng hạn, hay là chúng ta sử dụng hương trầm của Phong Thủy Thái Nguyên chẳng hạn đúng không ạ.